Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 17 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam hoạt động với cường độ mạnh đưa mây ẩm từ biển vào đất liền, trong ngày hôm nay nhiều khu vực Bắc Bộ và các khu vực Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra mưa rào và dông rải rác. Trận tâm mưa diễn ra tập trung chính ở các khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Điều đáng lưu ý hơn là ngày thứ hai của tuần tới, ngày 21 tháng 3, một đợt không khí lạnh mới tăng cường có xu hướng dịch chuyển xuống nước ta. Kết hợp với đó là nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam, các khu vực của Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới. Trận tâm mưa sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3. Nhiều khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung sẽ xảy ra mưa to đến rất to. Ngoài ra, vùng mưa sẽ còn được mở rộng xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm trời lạnh, nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây, Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa dông rải rác, vùng mưa tập trung chính ở khu vực Lào Cai, Yên Bái và một số khu vực lân cận, các khu vực khác có nắng đoan sang. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên từ 2 đến 5 độ, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi, đồng thời có nắng, nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An, ngày có mưa rào và có nơi có dông, đêm không mưa, phía Nam không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng từ 1 đến 3 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, sáng ít mây không mưa, nhiều nơi có nắng. Về chiều và tối, các khu vực từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, khu vực phía Tây của Khánh Hòa sẽ xảy ra mưa dông rải rác. Cục bộ một số khu vực có khả năng xảy ra mưa rất to, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, ngày ít mây, không mưa, nhiều nơi nắng nóng, về chiều tối do ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió, nhiều khu vực Bắc Tây Nguyên và một số khu vực ở Nam Tây Nguyên sẽ xảy ra mưa to đến rất to, mưa diễn ra trong thời gian ngắn, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, ngày ít mây, không mưa, nhiều nơi nắng nóng trên diện rộng, về tối và đêm hầu khắp các khu vực phía Tây của Nam Bộ sẽ xảy ra mưa to đến rất to, kèm theo dông gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn tất cả các vùng biển đều có thời tiết tốt, có gió đông bắc cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.